Chào mừng các bạn đã đến với huyện Lục Bình. Hôm nay thì là mình đi hộ thằng bạn đổ sân đấy. Thấy có cách đảo bê tông rất là đặc biệt nên là mình quay lên cho mọi người xem nhé. Chơi bằng máy cày về trộn bê tông. Đây là lắp cái bánh lồng ấy, lắp ngược lên, lắp ngược bánh so với bình thường ấy, đi là nó sẽ đào bới tơi lên đấy.
Phải không ạ? Nó đã thiếp thôi không ạ? Xe yếu rồi. Xe này nhíp lỗi ạ? Đây này. Ít ra thì ta mà cái... Người ta đảo được, làm được một góc rồi mới vào kêu. Đấy, thợ bình này. Làm sân không cần bằng xoa nhá. Anh em vào like ủng hộ nhá. Ủng hộ cho một chấm và một like. Đăng ký kênh. Kênh gì ấy? Huyện Lục Bình. Hả? Huyện Lục Bình. Huyện Lục Bình á? Mẹ mày chơi cả huyện vào. Bình nhá, mình thằng nào chưa biết làm thì cứ vào kênh theo dõi nhá. Sân không cần bằng xoa nhá. Kia là đúng ngóng. Đấy đấy nhá, để về nó định nhạc là lúc nào. Đấy, phải bên đây, ông làm trái bía hưởng của em. Đây. Người nông dân làm sân vừa uống bia vừa... Đây, bình pilit vừa làm sân vừa uống bia nhá, này bia đây. Không phải bia đâu uống nước. Này, làm ngụ cho nó... Đấy, đấy, tí 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 nữa uống. Mặt chua bằng gì đấy? Nhưng mà mang về ít muối về đây mới nãy. Đâu đây? Phải không anh? Nó biết cái ông cắm cái nặng bây giờ. Là phải bia mắc một cái này. Bia ăn không bia đâu anh. Bia bên kia đầu kéo người ta toàn mới về chở lúa thôi. Kia bảo em này đầu kéo tao mang chở lúa chứ chở đâu mạnh đâu. Mà quay tao đéo quay nói vậy. Làm thế thì phải làm như kiểu mình có làm được chứ. Bây giờ trung ngọng này, nó gọi mày làm nhăn nhăn nhở nhở như mặt bà già ấy làm đấy. Là đẹp vào. Đấy hết bình nhở. Cái này à, mày quay về đâu. Ra cho nó phải là xa xa tí để mày chứ phải gần. Nói tao tao các bạn nên nhẹ. Lấy anh đưa ba, tập trung vào ba hốt thôi. Này. Đây nha, cái sân nha, bóng lộn nha. Bóng như đánh bóng.